Mini tiết lộ tính cách thật của Phùng Thiệu Phong khiến Triệu Lệ Dĩnh phải ly hôn. Cho tới tận bây giờ, nhiều người vẫn không khỏi bất ngờ trước sự thật Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã ly hôn. Từng là cặp đôi vàng của showbiz, việc cả hai đường ai nấy đi quá chóng vánh sau 3 năm mặn nồng khiến cho các fan sốc nặng. Truyền thông xứ Trung liên tiếp mổ xẻ về mối quan hệ của hai người. Mới đây, Trang 163 đã có một bài viết tiết lộ về tính cách thật của tài tử họ Phùng, khiến các mối quan hệ trước đây và hiện tại thi nhau đổ vỡ. Trong bài báo của 163 có đề cập tới Mini, tình cũ nóng bỏng của Phùng Thiệu Phong. Nữ diễn viên từng bộc bạch rằng tài tử họ Phùng là một người có tính chiếm hữu rất cao, quản lý người yêu rất chặt chẽ. Anh không cho phép Mini thực hiện các cảnh hôn khi đóng phim, đồng thời cũng không cho cô được phép thân thiết với những người bạn khác giới, thường xuyên ghen tuông quá đà. Cả hai vì vấn đề này mà xích mích, mâu thuẫn, sau đó quyết định chia tay. Mini tháo chạy khỏi cuộc tình ngột ngạt, bị kiểm soát. Với nhận xét này, người hâm mộ càng cảm thấy khó hiểu cho chuyện tình của Triệu Lệ Dĩnh. Làm sao cô có thể chịu đựng được một người độc đoán đến như vậy? Theo thông tin, trước đây, Phùng Thiệu Phong, Mini từng tính tới chuyện đám cưới. Nam tài tử họ Phùng từng mạnh miệng tuyên bố, chỉ cần ngày hôm nay cô ấy muốn cưới, ngày mai tôi sẽ tổ chức ngay. Vậy nhưng, không biết vì lý do gì, cặp đôi lại chia tay nhau. Mỗi người nhanh chóng có tình mới ngay sau đó. Yêu và cưới Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong vẫn không thay tính đổi nết. Chỉ một năm sau khi kết hôn, Phùng Thiệu Phong lại lòi đuôi lộ bản chất khiến netizen xót xa lo cho Triệu Lệ Dĩnh. Rõ ràng, sau khi kết hôn, Triệu Lệ Dĩnh thay đổi rất nhiều. Trước đây, cô tham gia rất nhiều phim truyền hình và show thực tế. Vậy nhưng sau khi lấy Phùng Thiệu Phong, số lượng phim giảm sút, cũng không đóng cảnh hôn nồng cháy. Điều này cho thấy tài tử họ Phùng quản bà xã rất chặt. Phải chăng đây là điều khiến cho Triệu Lệ Dĩnh không thể chịu nổi chồng? Cả hai dần dần nảy sinh mâu thuẫn dẫn tới chia tay. Trước đó, trước khi ly hôn, ngày 11 tháng 5, một tài khoản phóng viên trong giới giải trí đăng bài tiết lộ rằng cuộc sống hôn nhân giữa Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh chẳng mấy tốt đẹp như bề ngoài, hay những gì mà nam diễn viên đã kể trước đó. Tính cách con người trong Phùng Thiệu Phong vô cùng gia trưởng, mà cũng bởi nguyên nhân này mà anh với Triệu Lệ Dĩnh thường xuyên giận dỗi vì những tranh cãi, xung đột nhỏ. Theo thông tin này, những mâu thuẫn đa số xuất phát từ Phùng Thiệu Phong, nhưng nam diễn viên chưa bao giờ nghĩ lỗi là do mình gây ra, thường áp đặt và quy kết mọi chuyện là do đối phương mà thành. Trước đây, với cá tính đậm chất đại thiếu gia, công tử này của Phùng Thiệu Phong từng khiến rất nhiều người xung quanh anh cảm thấy khó xử, thậm chí nhận luôn dùm lỗi, thuật ngữ trong showbiz gọi là đội nồi, do nam diễn viên gây ra, còn bản thân Phùng Thiệu Phong sẽ chẳng thèm quan tâm hay để ý đến cảm xúc của người xung quanh nữa. Triệu Lệ Dĩnh vốn xuất thân từ một vùng nông thôn nghèo khó, cô bước chân vào showbiz mà không có nhan sắc ấn tượng hay người nâng đỡ. Chính vì điều này đã tôi luyện nên một Triệu Lệ Dĩnh mạnh mẽ và độc lập. Bao năm qua cô đã gắn liền với hình ảnh nữ cường, không cần phải dựa dẫm vào bất kỳ người đàn ông, ngay cả khi đó là chồng cô. Còn Phùng Thiệu Phong thì khác, anh là người khá nhạy cảm và luôn không có cảm giác an toàn. Đến mức tài tử Cung Tỏa Tâm Ngọc còn từng hỏi Triệu Lệ Dĩnh vì yêu nên kết hôn hay vì muốn kết hôn nên mới kết hôn. Triệu Lệ Dĩnh mạnh mẽ và dứt khoát, Phùng Thiệu Phong lại có phần khá yếu đuối. Và anh luôn chần chừ mỗi khi phải quyết định chuyện gì đó. Lúc quay phim cảm thấy khó chịu và khi về nhà thì Phùng Thiệu Phong đã khóc. Triệu Lệ Dĩnh là người đã giúp anh giải tỏa mọi chuyện.